cùng chung một thể loại gacha kết hợp khám phá thế giới mở, cùng một phân khúc, cả hai đều hướng tới thị trường toàn cầu và đều phát hành trên đa nền tảng mobile, PC. Sự ra đời của Wonderingway rõ ràng là một cuộc tuyên chiến thách thức sự thống trị của Genshin Impact, chính xác là một cuộc chiến một mất một còn. Có thể tới đây nhiều người cảm thấy mình đang dùng cái ngôn từ quá phóng đại, nhưng nếu bạn là một người chơi mobile và đang đứng trước cái sự lựa chọn phải xóa bỏ đi Genshin mới đủ dung lượng cài Wonderingway thì lúc đó bạn sẽ không nghĩ rằng mình quá mức cường điệu đâu ha. Mối quan hệ được mất giữa hai ông lớn này chắc chắn sẽ dẫn tới rất là nhiều sự so sánh trên đầy đủ mọi khía cạnh. Nhưng hôm nay mình chưa sẵn sàng cho một cái chủ đề lớn như vậy. Chỉ là hôm nay mình vừa xem trailer một nhân vật mới của Wonderingway, cảm nhận họ thiết kế background, bối cảnh, phong cách nghệ thuật nhân vật thì bất giác liên tưởng tới phong cách của Genshin thông qua cái nhân vật gần đây nhất là Alessino. Thế là cái ý tưởng cho video này bắt đầu. Mình không đủ khả năng so sánh toàn diện thì bây giờ tại sao mình không bắt đầu từ cái việc đơn giản nhất, đó là so sánh khả năng kể chuyện, yếu tố thiết kế, background nhân vật, coi coi bên nào sẽ dẫn dắt cảm xúc hay hơn, mình xem coi bên nào có được nhiều sự đồng cảm hơn. Đây là cái lần đầu tiên đó Liên Giang, ngươi làm được không đó? Mấy cái cây này lúc nào cũng cao hơn khi tập luyện là sao vậy hả? Cái thằng nhỏ này ở trong đội của mình, đừng có làm mất mặt đó. Đứng dậy, Linh Giang. Đang nghĩ mình là một đứa tầm thường, có phải hay không? Sư phụ, con... Tại sao con muốn trở thành một vũ lân sư? Giờ là lúc suy nghĩ cho kỹ đó. Con người, họ làm cho mình xấu hổ. Săn đuổi, chạy trốn, lại săn đuổi. Mình đã luôn làm theo bản năng, giống như cách tự nhiên chỉ dạy. Giống như muôn thú, ngoại trừ mấy kẻ hai chân đó, bọn họ toàn làm mấy cái chuyện gì đâu không. Mấy cái thứ không có quan trọng cho chuyện sinh tồn mà cũng làm nữa. Anh gì ơi, muốn chơi tụi em không? Mấy đứa không có sợ anh hả? Tại sao tụi em phải sợ chứ? Anh cũng y chang tụi em mà. Còn con lân bự này cũng bên phe mình luôn. Tụi kẻ xấu mới là mấy đứa phải sợ đó. Vậy là từ cái hồi rất là lâu đó, rồi thì mình cũng biết làm chuyện tào lao giống như nhân loại luôn. Tới khúc anh ta solo rồi, anh ấy sẽ làm được. Vô luôn. Tinh thần của một vũ lân sư là có chết cũng không sợ. Nếu mà con réo một chút là cũng phải vượt qua liền. Buổi biểu diễn này chỉ mới bắt đầu thôi. Mỗi cái bước chân, mỗi cái xoay người là ta biết hết, ta thuộc lòng như cháu. Còn bộ đồ múa lân này bận vô thoải mái như là đồ ngủ. Và ta sẽ giữ ngọn lửa này. Bây giờ là vậy, mai mốt cũng vậy luôn.
Legend has it that long ago, the long nights were the den of dangers untold. The children would huddle at home and light the hearth, awaiting the adults' return. A spark cannot shatter all shadows until it sets all ablaze. Or else, to the other end of light, lie still bleak shades. So let us continue to use the name House of the Hearth. Still, its flame is no longer needed, for you have the... Các kể chuyện trong video về giới thiệu nhân vật Linh Gian của phía Wooded Linh Way thì mình thấy kể chuyện theo cấu trúc ba hồi. Dành cho anh em nào không biết cấu trúc ba hồi thì mình nói thêm một chút xíu chỗ này. Thì cấu trúc ba hồi là cái cấu trúc để mà viết một cái kịch bản trong làm điện ảnh. Thí dụ như hồi 1 thì họ sẽ giới thiệu về bối cảnh xuất thân của nhân vật chính, nhân vật hoàn cảnh xuất thân sao. Rồi qua hồi 2 là những biến cố xảy ra, bị tai nạn, bị gia đình bị giết hết hay gì đó, rồi phải lên đường rèn luyện bản thân. Đó là quá trình phát triển sức mạnh của nhân vật chính là hồi 2. Hồi 3 là phần kết cục, khi mà nhân vật chính gọi là đạt được võ công vô địch thiên hạ, đạt được tâm nguyện rồi, thì nhìn lại những chuyện được mất đã qua. Đó là nguyên tắc kể chuyện cơ bản trong cái lối ba hồi ha. Thì trong video này mình nhìn vô cũng thấy được cái bối cảnh của Linh Gian là một cái yêu thú mà muốn hòa nhập với cuộc sống con người đó. Phải cũng phải tập những cái hành vi giống như con người, tức là những cái việc mà họ Linh Gian lúc đầu cho là không đâu vào đâu cả, kiểu như múa lân, không có phục vụ với sự sinh tồn, nhưng mà cuối cùng hành động như là con người để thỏa mãn cái tâm nguyện là được hòa nhập với cộng đồng nhân loại. Và sau đó là quá trình phát triển bản thân, cuối cùng là cái mục tiêu cũng như tính cách, thì cơ bản nó cũng không ra khá là giống với cái cấu trúc ba hồi. Nó đem cho mình rất là nhiều cái sự đồng cảm của nhân vật từ lúc ban đầu cho đến cái lúc phát triển sức mạnh như hiện tại. Còn trong video giới thiệu nhân vật Alessino của phía Kenshin thì mình thấy họ kể chuyện theo phong cách truyện trinh thám anh em. Cái lối này là cố tình nhấn mạnh tính huyền bí, luôn tạo ra một cái lớp màn che mờ mờ ảo ảo để khán giả không thể nào hiểu được một cách rõ ràng về không gian cũng như bối cảnh xuất thân của cái nhân vật chính đó. Do đó khi mình xem hết clip mình cũng không biết được Alessino này là thực thể dạng nào, con người, thần thánh hay yêu thú. Cái sức mạnh vô song, cái khả năng nguyên tố phi thường của Alessino từ đâu mà đến, mình không hề biết được anh em. Và trong clip có đoạn thể hiện hình ảnh những đứa trẻ mồ côi, nhưng mà lại là một cái điểm mù, nó không cung cấp thông tin thêm đâu. Mình sẽ không thể nào biết được những đứa trẻ đó là cái cội nguồn tạo ra sức mạnh cho Alessino, hay đơn giản đó là cái tình yêu, động lực sống của Alessino, một kiểu nhân vật giàu tình cảm. Nhưng mà nếu mà nghĩ theo cách Alessino là một cái nhân vật giàu tình cảm thì nó cũng không có ổn. Bởi vì khi mà chơi game thì kỹ năng trong game của Alessino là theo lối huyết sát. Huyết sát là một cái lối sức mạnh có được thông qua việc duy trì giết chóc, mà phải giết chóc tàn bạo, phải làm đối phương mất máu tới chết, và phải duy trì cái sự giết chóc đó không ngừng nghỉ. Thì đây không phải là loại kỹ năng của những cái nhân vật giàu tình cảm sử dụng được, rất là phi logic. Nhìn chung là các kể chuyện của bên phía Genshin Impact thì làm mình nhớ tới nhà văn Cổ Long, một nhà văn kiếm hiệp rất là nổi tiếng người Đài Loan.
Nếu anh em nào đọc truyện kiếm hiệp nhiều sẽ biết Cẩu Long Kim Dung đúng không? Thì Cẩu Long và Kim Dung là hai trường phái đối lập nhau. Cẩu Long á thì mình nói những cái nhân vật tiêu biểu của ông nè, Tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoang nè, Lục Tiểu Phụng trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ nè, Phó Hồng Tuyết trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao nè, toàn là những nhân vật có võ công thượng thừa luôn. Nhưng mà nhà văn không bao giờ nói rõ làm sao mà họ có được võ công đó, giống như là từ hư không mà có, sinh ra đẻ ra cái tự nhiên có sức mạnh đó kiểu như là Chino vậy đó. Thêm nữa là cái ngoài võ công thì cái cách hành xử của cái nhân vật nó cũng đầy mâu thuẫn và nó cũng khó hiểu luôn. Giống như anh em nào coi Tiểu Lý Huy Đao đi, Lý Tầm Hoang võ công vô địch thiên hạ không ai đụng được, mà tự nhiên mới vô cái là dân người yêu cho người khác, mà cái thằng người khác đó là cái thằng đối xử tệ và rất là âm mưu hại mình liên tục luôn, không hiểu được đúng không? Nếu mình là Lý Tầm Hoang thì giết cái chết queo lại có đâu mà làm những chuyện như vậy. Nhưng mà nhà văn cứ tạo ra những tình tiết làm cho người xem không thể nào hiểu được câu chuyện một cách hợp lý, mà nó cố tình làm câu chuyện càng lúc càng khó hiểu thêm. Tới đây thì bất giác ngộ đọc điều là cái phe biên kịch của hai bên có sự đối lập về phong cách rất là rõ ràng. Phe Wuthering Way thì bị ảnh hưởng bởi nhà văn Kim Dung với lối kể chuyện theo cấu trúc ba hồi cơ bản nhưng hiệu quả. Còn bên phía Genshin Impact thì kể chuyện theo kiểu Cổ Long, phong cách trinh thám nhấn mạnh tính ly kỳ, rất là nhiều tình tiết tạo gây cấn. Nhưng mà phút suốt cái thời gian tác phẩm tồn tại thì người xem luôn luôn bị dày vò anh em. Nhưng mà cái điều khủng khiếp là mình bị dày vò, người xem bị dày vò để mà chờ cái kết quả như thế nào, kết cục như thế nào. Nhưng mà điều khủng khiếp nhất là đến cuối cùng nhà văn cũng không bao giờ thỏa mãn người xem bằng một kết thúc rõ ràng nào cả. Hy vọng là Genshin không giống nhà văn Cổ Long ha. Genshin đã hành hạ người chơi 4 năm trời rồi, không những về mặt cốt truyện mà về còn cái content nữa. Chuyện thì Kha NDA làm sao, Alice làm sao, hội phù thủy bàn tròn, trời ơi quá trời những cái gọi là nội dung nó mở ra mà tới giờ nó chưa có đả động gì tới, nó cứ mở cái mới hoài mà chả đâu vào đâu cả. Chờ đợi, hy vọng là Genshin Impact sẽ có cho một cái câu trả lời, cái kết trọn vẹn không như nhà văn Cổ Long ha. Video đến đây kết thúc, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé, bye bye.